Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên đây một clip gồm 17 cuộn dây anh em. 17 cuộn dây này là 17 cuộn dây chia cho anh em làm thẻo, làm dây trục hoặc vô máy câu ISO nha. Những dây này dây xây nhỏ thôi. 17 cuộn này thì em bán về mong manh, em vẫn cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên đó, thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Trước khi em vô 17 cuộn cước á, thì em sẽ giới thiệu một số về bia. Hiện tại bên em đang có bia, em có hai loại, ba loại bia: bia số, bia 4x, 6x và 8x. Bia 8x thì anh em đã thấy 250k trên 100m. Bia 4x, 6x thì 160k trên 100m. Hiện tại em đang có một số xe như xe số 3, số 4, số 5, số 6, số 8, số 10 và số 12. Anh em cần có thể alo số điện thoại em để trên màn hình. Em chụp hình cận cảnh cụ thể từng cụ cho anh em xem. Rồi, cái này đảm bảo với anh em 100% là hàng từ Nhật về nha anh em. Đếm vô cuộn thứ nhất cho mời tham khảo. Cuộn xuống nhất là một cuộn dây Fusion. Cuộn Fusion cho anh này, dây này xây 2.5, đường kính 0.26 mm. Cuộn này 150 m nha anh em. Cuộn này là 100% của Japan. Nói chung thì cuộn này nó không để thông số tải cước thì em không không đoán mò được. Dây màu tím nha anh em. Đó, dây màu màu hường. Rồi, cuộn này có giá công khai là 150k nha anh em. Cuộn dây số số 1, cuộn này là 100% ni lông nha anh em. Tiếp theo là cuộn số 2. Cuộn này với cuộn kia là cùng màu nha anh em. 100 cam đậm. Cuộn này của Nhật cho anh em, 100% của Nhật luôn. Nè, Rotton gì đó. Cuộn này là xây xây 2.5, đường kính là 0.26 mm. Giá nó bán tại Nhật là 2.400 yên, gờ tầm khoảng 500 ngàn tiền Việt Nam. Đó. Cuộn này được 150 m nha anh em. Còn niêm phong nha. Đó. Giá công khai cuộn này là 150k nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là ba cuộn của hàng tem đây qua. Chung thì ba cuộn này chung xây nha anh em. Số 3456 và 345. Cái này là dây xây số đây, xây số 1.5. Đường kính là 0.205 mm nha anh em. Đó. Cuộn này thì nó tải được 3 kg. Đó. Em tháo qua cho anh em xem mà. Cuộn này của Daiwa cho anh em, tem Daiwa hàng thương hiệu. Đó, nó màu xanh nước biển nha anh em. Cuộn này thì chuyên danh đi tấm thẻo rồi, tấm thẻo tấm dây trục để câu câu đài, câu đơn. Đó, hoặc anh em vô máy gì cả ta, thông số kỹ thuật của nó đây. Đó. Cuộn này được 100 m cho anh em. Đó, 100 m. Made in Japan, hàng Daiwa, tem Daiwa. Đó, ba cuộn hệt nhau. Giá công khai của ba cuộn này là một cuộn 200k nha anh em. Đó. 200k một cuộn. 100 m cho anh em về tấm thẻo, tấm tấm lưỡi. Tiếp theo sẽ cuộn số 6. Đó, cuộn số 6 của hàng Gosen. Đó. Cuộn này là dây dây số 2, đường kính là 0.35 mm. Cuộn này được 100 lộn, cuộn này được 50 m nha anh em. Đó, cuộn này được 50 m. Giá bán là 1.800 yên, là gờ tầm khoảng 350 400 ngàn Việt Nam. Dây khá đẹp nha anh em. Đây, cuộn này thì còn niêm phong nha anh em. Đó. Cuộn này anh em về tấm thẻo câu chính làm dây trục. Ok, câu đơn câu đài các em. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này là 200k nha anh em. Đó, của Chino. Tiếp theo sẽ là cuộn số 7. Cuộn số 7 là một cuộn của thằng Gonsen. Made in Japan. Cuộn này thì dây dây số 2.2.5, đường kính là 0.60 mm. Đó, cuộn này được 150 m nha anh em. Hộp nó rất là đẹp nha anh em. Đó.
Cuộn này thì còn niêm phong. Đó, đảm bảo. Thông số đây. Nó không để thông số tải thì em không chém. Đó. Anh em nói thì em chịu thôi. Rồi, giá cuộn này là 250k nha anh em, cuộn số 7. Tiếp theo là cuộn số 8. Cuộn số 8 là cuộn của Gonsen, hai hàng này ít nhau luôn. Đó. Cuộn này thì nó không có hợp, nhưng mà em biết đảm bảo với anh em là nó còn niêm phong nha. Đó. Cuộn này là dây dây số 5, đường kính là 0.37mm. Vô được một cuộn này được 150m, giá là 250k nha anh em. Đó, cuộn này anh em câu lục vô máy nhỏ câu rất là ok nè anh em. Đó, màu rất là đẹp nha. Đó. Rồi, giá cuộn số 8 250k. Tiếp theo sẽ là cuộn số 9 nha anh em. Đó, cuộn số 9. Cuộn này vẫn là cuộn của hàng Gonsen nha anh em. Dây màu cam nhạt nha, rất là đẹp. Đó. Cuộn này thì còn niêm phong đầy đủ nha anh em. Đó, đảm bảo đủ mét. Cuộn này thì dây dây số 2.5, đường kính là 0.60mm. Cuộn này được 150m nha anh em, hãng Mercedes-Benz. Thông số đầy đủ, nó không để thông số tải thì em vẫn không chém giống như mấy cuộn kia. Đó. Rồi, giá công khai cuộn số 9 giá 250k nha anh em. 250k màu cam nhạt. Rất là ok nha. Tiếp theo là cuộn số 10. Cuộn số 10, cuộn này của hàng gì đây? Cuộn này của hàng Gonsen luôn anh em, Gonsen. Hàng máy in xe bên. Cuộn này thì vẫn còn niêm phong nha, hai bên niêm phong dưới luôn. Đó. Thông số đây. Cuộn này thì dây dây số 3, đường kính là 0.28 285mm. Đó. Cuộn này dây là dây màu cam nha anh em. Đó, cuộn này anh em tấm thẻo, tấm dây trục vô máy với Kata, vô máy con tôm thì rất là ok, rất là đẹp nha. Đó. Rồi, giá công khai cuộn số 10 giá là 250k luôn. Tiếp theo sẽ dùng cuộn số 11. Cuộn số 11 là một cuộn của Toray, hàng thương hiệu nha, rất là thương hiệu anh em. Cuộn này thì dây dây số 3, đường kính là 0.285mm. Cuộn này được 150m nha anh em. Đó. Giá bán của cuộn này là 2.200 yên, rơi vào tầm khoảng 500.000 từ Việt Nam. Ừ, khá là đắt. Rồi, giá công khai ở Việt Nam là 350k nha anh em. Đó. Một tím xiên rất là đẹp nha anh em. Ừ. Toray, hàng Toray anh em đã xài cứ thì biết hàng Toray nội địa rồi. Ừ. Tiếp theo là cuộn số 12. Cuộn số 12 là một cuộn của Toray nha anh em. Cuộn này dây số 2.5, đường kính là 0.60mm, 0.26mm. Cuộn này được 150m nha anh em. Đó, giá là 2.200 yên. Cuộn này màu xanh nước biển nha anh em. Rất là đẹp. Còn niêm phong nha. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai là 350k. Đó. Mình sẽ bên gõ gàng nha anh em, chứng nội địa má hoạch nè, tha hồ nên chép. Chết luôn. Đó. Rồi, em lên đây. Đến đây thì cuộn này cuộn số 13. Cuộn số 13 là cuộn của thằng gì đây mà màu đẹp thế? Getty anh em. Đó, cuộn này của Daiwa nha anh em. Đó. Cuộn này của Daiwa, hàng Nhật luôn nha anh em. Đọc kiếm hiệu đọc không ra luôn. Giá đây, giá nó bán tại Nhật là 2.000 yên. Đó. Cuộn này thì dây số là 2.25, đường kính là 0.247mm. Cuộn này được 160m. Dây màu hồng, dây màu hồng nhạt nha anh em. Đó, dạng trắng sữa, rất là đẹp nha. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này là 350k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cuộn số 14. Cuộn số 14 là một cuộn của Gonsen,
Dây này là dây số 2.5, đường kính là 2.0.26 mm đó. Giá mình Nhật bán là khá là căng nha. Cổ này được 150 m. Dây là màu dây màu nâu. Mã vạch chắc thoải mái nha anh em. Dây này nó không để thông số tải luôn. Rồi anh xem, anh em có thể truy cập vào đây và kiểm tra. Đó. Rồi, giá công khai cuộn số 14, giá công khai là 350k nha anh em. Tiếp theo xuống số 15. Cuộn số 15 là một cuộn của Toray, hàng thương hiệu nội địa Nhật. Cuộn này thì dây số 3, đường kính là 0.285 mm. Cuộn này được 150 m. Dây màu xanh nước biển nha anh em, khá là đẹp. Cuộn này thì còn niêm phong nha anh em, nó đảm bảo đủ mét, đủ thước, đủ tắc luôn. Anh em về vô máy không đủ mét, không đủ thước, đủ tắc thì nói em gửi cái dài cuộn ra nói cho đủ mét, đủ tắc. Rồi. Giá công khai cuộn này là 100 là 350k nha anh em. Đó. Spend. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cuộn cuối cùng, cũng là hai cuộn đắt nhất trong clip em lên hôm nay. Hai cuộn này rất là ok cho anh em, cuộn này của Sunlight. Tí em check mã, check giá trên eBay cho anh em xem. Đó. Đây. Cuộn này thì nó vẫn có để thông số tải nha anh em. Đây, cuộn này thì dây số 2.5. Đường kính là 0.26 mm. Cuộn này được 150 m, tải được 5,4 kg nha anh em. Đó. Dây khá nhỏ mà tải được 5,4 kg nha. Khá đẹp nha anh em. Đó. Hai color. Đó, ok, rồi giá công khai cuộn này là 600k nha anh em, hàng máy Inseben. Tiếp theo là cuộn cuối cùng, cuộn số 17. Cuộn số 17 là một cuộn của Toray. Đó. Rồi để em check cái giá này cho anh em xem, giá khá căng anh em. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cuộn số 17. Cuộn của Toray nha anh em. Đó. Cuộn này cước là 3 3.5, đường kính là cái gì vậy ta? 3.5 đường kính là 0.20 0.282 mm đó. Giá nó bán tại Nhật MG tầm khoảng khá là căng. Đó. Super chồng. Cuộn này được hai cuộn này được 150 m cho anh em. Còn niêm phong đầy đủ nha. Rồi, giá công khai con cuộn này là 600k nha. Cuộn số 17 cuộn cuối cùng. Đó là tổng cộng 17 cuộn cước em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cuộn nào có thể chốt để số điện thoại, bên em có tự động liên hệ với anh em. Hoặc anh em cần có thể liên hệ số điện thoại để trên góc đây. Đó, gặp nhau nha. Rồi, cảm ơn anh em.